Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị trở lại chương trình phần 2 của câu chuyện Hai Người Lính. Chúng tôi nói về trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam cùng với Chiến Hữu Trần Quang Duật. Xin chào anh Duật. Xin chào anh Cường và xin chào quý vị. Thưa anh Duật, trong cái phần 1 đó thì Chiến Hữu Duật có nói rằng những cái huấn nhục anh gọi là cái 8 tuần sơ khởi thì có thể là chi tiết hóa thêm một tí nữa xem cái khổ của anh ấy đến đâu. Thưa anh Cường và thưa quý vị, tôi kể quý vị một câu chuyện như thế này. Ông anh thì là khóa 20, ông em mới vào tân quân sinh. Sau khi phạt nhau một hồi xong, ông anh bắt ông em bò lết hết tất cả công rãnh xong, mới đứng ra mà tôi được vô tình tôi được chứng kiến cái cảnh ấy. Ông anh mới hỏi ông em: má cho tao cái đồng hồ đâu mày? Đó. Thì ông kia nói là: em đeo ở đây mà không biết nó mất hết rồi. Ông nói: mày vậy thì tối nay mày sẽ trình diện dã chiến tao. Mà anh biết là dã chiến là chỉ có xỉu thôi. Thì ông em mà trình diễn giã chiến thì giã chiến, đồng hồ mất vẫn mất à. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh biết một cái sân vận động đá banh của trường Đà Lạt nó rất là lớn, chúng tôi gọi là Vũ Đình Trường, mà 12 giờ đêm bắt cầm cây tăm ra đo coi nó có bao nhiêu cây tăm. Thì đó là những cái ảnh mà đêm lạnh, có khi mà mưa nữa, cũng lò mò đo cho bằng được. Đo xong ông nói: anh thiếu của tôi một cây, anh ra đo lại đi. Thì đó là những cái hình ảnh mà có thể là tất cả những người sĩ quan Đà Lạt ai cũng được trải qua cái cảnh đó hết. Thành thử ra khi nói đến Đà Lạt là người ta nói đến cây tăm để đo sân Vũ Đình Trường lên lại. Thưa anh Cường và thưa quý vị. Thưa anh Duật, nếu mà anh biết được cái huấn luyện đó chắc tôi nghĩ là anh không có đi biểu tình lúc anh mới đến đâu, phải không anh? Có nhiều người nói với tôi cũng như vậy. Nhưng mà nếu mà biết 8 tuần sơ khởi nó cực như vậy thì chắc ít người vô. Chứng cớ là khóa tôi trong 8 tuần sơ khởi có những người tự tử, có những người đào ngũ vì chịu không nổi. Anh biết là từ lầu 3 mà lao xuống chỉ có 30 giây để tập họp. Nó kinh khủng lắm. Thành thử ra nếu mà mình coi phim á, thì mình thấy nó hay, nhưng mình chứng kiến rồi đó thì chắc chắn là không dám vô nữa. Nhưng mà sau khi ra trường rồi nghĩ lại cái đó làm cho cái người mà sĩ quan Đà Lạt họ cảm thấy họ ánh diện, họ đã được vượt qua được cái bức tường giữa một sĩ quan dân chính và một người sĩ quan Đà Lạt. Thưa anh Cường và thưa quý vị. Thì tôi xin phép so sánh một tí xíu về cái vấn đề trường Bộ Binh Thủ Đức với lại cái trường Đà Lạt. Thì trong cái chương trình huấn luyện của trường Thủ Đức mà lúc tôi vào học đó thì những cái khóa đàn anh trước đó họ hay dùng những cái hình ảnh của những cô gái hay những cái này cái kia để cho cái người sinh viên dễ nhớ và dễ học. Nhưng mà sau này đó thì Bộ Quốc phòng họ nói rằng cái đó nó không có đứng đắn và họ đã sửa lại, thí dụ như những cái chuyện mà ngày xưa đưa cô gái đẹp ra rồi làm cái này kia cho người ta dễ nhớ. Thì ở trên Đà Lạt cái vấn đề những gọi là trợ huấn cụ, họ có dùng những cái hình ảnh đó hay họ dùng hoàn toàn là những cái hình ảnh thuần túy quân đội thôi anh? Cái thứ nhất là chúng tôi dùng hoàn toàn những cái trợ huấn quỵ cho quân đội. Tuy nhiên có một cái mà làm cho sinh viên sĩ quan nhớ suốt đời, tức là khi bắn bia họ vẽ mấy anh chàng lính bộ đội của Việt Cộng, nghĩa là đúng nghĩa của nó theo danh từ mà chúng tôi hay nói là những chàng mà răng đen mã tấu. Nghĩa là cứ nhắm cái đó mà bắn thôi, thì tạo cho người sinh viên sĩ quan cảm thấy rằng kẻ thù là những người xấu xa như vậy. Thành thử chúng ta phải tiêu diệt để mà giữ vững cái miền Nam cho dân tộc. Thế này nữa anh Duật, bởi vì trong cái chương trình mà huấn luyện trường Võ Bị đó, đối với chúng tôi thì là trai thời loạn, khi mà quốc gia mà hưng vong thì thất phu hữu trách là mình phải đi vô lính để quánh giặc. Nhưng mà đối với anh là binh nghiệp, là những cái người mà được huấn luyện để lãnh đạo quân đội trong tương lai, thành ra cái vấn đề huấn luyện giữa trường Võ Bị và trường Thủ Đức nó hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi thuần túy về quân sự, chuyên môn. Còn bên Võ Bị người ta có dạy văn hóa, bởi vì theo tôi được biết các anh học xong các anh có một cái bằng tương đương với bằng cử nhân ở các trường đại học. Thì cái chương trình huấn luyện ở trong trường Đà Lạt đó, họ huấn luyện văn hóa và huấn luyện quân sự như thế nào thưa anh? Thưa anh Cường và thưa quý vị, thì phải nói rằng chúng tôi có cái chương trình huấn luyện rất là khắt khe và xích sao. Cái thứ nhất là mùa quân sự, tức là vào cái mùa nắng thì chúng tôi sẽ đi học quân sự, ra bãi học quân sự. Mùa văn hóa là cái mùa mưa, chúng tôi vô phòng học văn hóa. Và có một cái điểm đặc biệt là nếu điểm quân sự của chúng tôi kém thì có thể dùng điểm văn hóa để bổ sung sang. Nhưng mà có một cái điểm mà trường Đà Lạt họ đặt trọng tâm vào, chúng tôi gọi là cốt đa mùa, tức là điểm hạnh kiểm. Trong cái điểm hạnh kiểm này thì có sự đánh giá của cán bộ, có sự đánh giá của hệ thống cán bộ và hệ thống tự chỉ huy. Để làm gì? Để nếu sinh viên đó mà vi phạm một cái điều luật gì, phải ra hội đồng danh dự của sinh viên, thì chắc chắn là người sinh viên đó không có mặt trong đêm mãn khóa được. Thành thử ra,
cái cốt đa mưu, chúng tôi gọi là cốt đa mưu, là cái yếu tố mà để rèn luyện cho người sinh viên sĩ quan biết thế nào là cái trách nhiệm của một người, biết thế nào là danh dự của một sĩ quan khi mình ra đơn vị đó, thưa anh Cường và thưa quý vị. Tôi hỏi thêm anh một tí nữa, tại vì khi mà chúng tôi đi học ở trong trường pháo binh ở Dục Mỹ đó, thì huấn luyện viên họ nói với chúng tôi là cái chương trình mà chúng tôi dạy các anh như thế này nó ngang với cái chương trình toán học đại cương ở trên đại học, bởi vì chúng tôi học về pháo binh, tính toán này kia các thứ. Thế thì bây giờ vấn đề anh học văn hóa ở trong trường võ bị, người ta dạy anh cái chương trình của đại học hay người ta dạy anh những cái chương trình của chiến tranh chính trị hay là thế nào thưa anh? Không, chúng tôi học như khóa 2 năm chúng tôi để học cái chương trình năm thứ nhất của các đại học khoa học ở Sài Gòn. Thành thử ra khi khóa 2 năm ra trường thì được một chứng chỉ thôi, tương đương với lại các trường đại học khoa học ở Sài Gòn. Còn 4 năm ra thì có văn bằng cử nhân của cái trường. Đó là nhưng trường mà theo tôi được biết, những sĩ quan vào trường võ bị Đà Lạt thường thường họ là đặt cái tiêu chuẩn là huấn luyện 4 năm để thành người thiếu úy thực thụ. Thì trường hợp của anh như thế nào? Nếu nói 4 năm và 2 năm thì có một sự khác biệt như thế này, là khi mà mặt trận nó yên ổn thì Bộ Tổng tham mưu quay sang 4 năm ngay lập tức để đào tạo một số những sĩ quan có căn bản văn hóa cao để tiếp tục phục vụ quân đội trong lúc mà thời bình. Nhưng mà khi thời chiến mặt trận quá sức là khốc liệt, như từ khóa 19 tức là năm 63 cho đến năm 66 của chúng tôi tốt nghiệp, thì cái tình hình mặt trận nó quá nặng đi, thành thử Bộ Tổng tham mưu rút ngắn lại chỉ còn có 2 năm, tức là một đại khái như là một năm học quân sự, một năm học văn hóa, rồi dồn lại để mà ra trường phục vụ kịp với chiến trường đang đòi hỏi. Hồi nãy anh có nói một cái câu mà tôi thấy nó hơi, xin lỗi, nó hơi vấp váp á. Là như tôi nói là khi tôi đi lính á, là tôi lãnh cái lương của tôi và tổng thống cho 500. Và anh nói là anh được ăn thiếu úy bậc 1, bậc 2 là như thế nào? Tôi thật trong quân đội tôi không biết cái đó anh. À, cái bậc 2 đó thì cái lương nó cao hơn bậc 1. Thay vì chúng tôi vừa lên từ thiếu úy lên trung úy thì là bậc 1. Nhưng mà Bộ Tổng tham mưu đã cho chúng tôi một cách đặc biệt là lên ăn ngay bậc 2. Cái sĩ chỗ nó rất là cao. Cho đến bây giờ thì tôi không biết là lương tôi lãnh bao nhiêu. Thú thực với anh là trong suốt cuộc đời nhà binh tôi không biết lương tôi là bao nhiêu hết. Thành thử ra anh ra trường là thiếu úy chứ đâu phải trung úy anh. Tôi ra trường là thiếu úy, nhưng mà 2 năm sau tôi lên trung úy là trung úy bậc 2. À, chứ không phải trung úy bậc 1. Không phải trung úy bậc 1. Thành thử ra nó có những cái thâm niên mà ưu tiên cho chúng tôi một chút. Thế bây giờ trở lại khóa 21 Đà Lạt của anh. Thì trong cái khóa học đó nó có cái biến cố gì đặc biệt mà nó làm cho anh nhớ tới bây giờ, anh có thể kể lại được không? Thưa, trong khóa chúng tôi thì có một cái biến cố đặc biệt, tức là cái bầu cử quốc hội lập hiến. Thì ông Trung tướng Thắng ông lên, ông nói một câu mà bây giờ tôi vẫn nhớ. Anh tin là các chú mang cái nhiệt huyết của tuổi trẻ ra để giữ cho cuộc bầu cử này nó được công bình. Tôi không muốn nghe tiếng một sinh viên sĩ quan Đà Lạt ra mà là về phe nọ phe kia. Tôi tin là sự trong trắng của các anh phải làm như thế nào để cho dân chúng tin rằng các anh khi người ta thấy sĩ quan Đà Lạt đứng ra các thùng phiếu, người ta tin rằng cái thùng phiếu đó là thùng phiếu không phải kiểm lại và không có thắc mắc. Thì chúng tôi đã làm những cái điều đó với lại Trung ủy ban bầu cử quốc hội là biết năm đó. Và chúng tôi có thể nói là một trong những hình ảnh mà Trung tướng Thắng đã để lại cho anh em chúng tôi là cái sự trong trắng và sự nhanh nhẹn giải quyết của Trung tướng Thắng. Dạ, cảm ơn anh Duật. Bây giờ có một cái câu hỏi nữa là khi anh ra trường á, anh đội cái kepi, cái mũ có cái lưỡi đây, nó là có cái chữ tự thắng để chỉ huy. Cái nghĩa đó là như chúng tôi là cư an tư nguy, anh là tự thắng chỉ huy, tự thắng để chỉ huy. Thì anh có thể giải thích rõ ràng cái chữ đó ý nghĩa với người sĩ quan Đà Lạt nó như thế nào? Thì để giải thích câu này của anh Cường, thưa quý vị, là vị văn hóa vụ trưởng Trung tá Doanh ông có nói với chúng tôi một câu như thế này. Khi các em ra trường, cái lon còn nhỏ lắm. Nếu mà các em mang cái lý tưởng ra sớm thì không chắc các em có tồn tại hay không. Thành thử ra các em phải muốn quân đội hóa chứ đừng để hóa quân đội. Thì các em phải chờ cái thời gian mình có đủ lon, đủ sức, đủ quyền hãy cải tổ quân đội. Và cái chữ tự thắng chỉ huy nó nhắn nhủ với chúng tôi là gì? Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ lĩnh vực nào, khi mình quyết định một cái gì hay mình định làm cái gì, mình nghĩ tới mình trước, phải thắng được cái bản thân mình rồi mới đưa đến đấy. Và cái câu mà anh cũng như trường Thủ Đức cũng như Đà Lạt đều có câu là khi ra một cái lệnh đừng để vi phạm lệnh. Tức là mình ra cái lệnh làm sao để cho thuộc cấp họ thi hành được cái lệnh của mình thì cái lệnh đó mới là lệnh, còn ra để cho người ta chống cái lệnh thì không ra. Cái đó chính là cái chữ tự thắng mà chúng đeo đuổi xong đến đấy. Và cũng như thưa anh, bên cạnh cái chữ tự thắng để chỉ huy đó, chúng tôi còn có một câu mà anh em chúng tôi hay nói chuyện với nhau là tất cả những người sĩ quan Đà Lạt ra họ đều nghĩ về trường như thế này, là chúng tôi không cầu an lạc dễ dàng mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Cái đó để cho tôi
vun đắp lại cái tinh thần và cái lý tưởng mà chúng tôi đã phục vụ. Dạ, xin cảm ơn anh Duật. Và thưa quý vị, chúng tôi thấy rằng cái sự huấn luyện của trường võ bị đã thực sự đem lại một cái kết quả là đã tạo nên những cái sĩ quan rất là can trường và tài giỏi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong chiến tranh Việt Nam vừa qua, các sĩ quan của trường võ bị quốc gia đã đóng góp một phần lớn. Ngay cả Chiến Hữu Duật ngồi đây cũng là một vị sĩ quan cao cấp của thủy quân lục chiến. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của hai người lính, và chúng tôi xin hẹn quý vị trong kỳ tới. Xin cảm ơn anh Cường. Chúng tôi phải nói ra là nếu mà đóng góp cho quân đội ấy, thì trường sĩ quan chỉ bị Thủ Đức đóng góp nhiều hơn chúng tôi. Dạ, cảm ơn. Tại vì cái số quý vị hy sinh cho trận chiến ở Việt Nam gấp 2, gấp 3 lần chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một số ít. Tuy nhiên, cùng phối hợp với lại trường Đồng Đế, trường Thủ Đức và trường Đà Lạt, ba cái trường của sĩ quan Việt Nam đã tạo được một cái trang quân sự đẹp cho quân đội, chứ không phải riêng trường Đà Lạt hay trường Thủ Đức, mà tất cả các sĩ quan ở trong quân đội đều đã viết một trang sử đẹp cho quân đội cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thưa anh Cường và thưa quý vị. Cảm ơn anh Duật. Xin chào anh Cường và xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị.